Mỹ Anh và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh chốt giá vé tàu điện Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Nông dân Sa Đéc thử sức với giống hoa mới, kỳ vọng mùa hoa Tết sung túc. Hậu sởi đem đến những vấn đề sức khỏe cần phải cảnh giác. Xe chở rác lao xuống cầu treo ở Thừa Thiên Huế, hai người mất tích. Người dân và du khách hào hứng xem đua võ lải ở Cà Mau. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, theo kế hoạch, sau khi vận hành thử trong tháng 10 và tháng 11, tuyến đường sắt đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ chính thức đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm nay. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, Metro số 1. Giá lượt của tuyến Metro số 1 đối với người dùng tiền mặt từ 7.000 đến 20.000 đồng tùy theo quãng đường. Với người mua vé lượt không dùng tiền mặt, giá vé từ 6.000 đến 19.000 đồng. Ngoài ra, người dân mua vé theo thời gian sẽ có mức 40.000 đồng một người, không giới hạn số lượt đi lại trong ngày. Giá vé 3 ngày 90.000 đồng một người, không giới hạn số lượt đi lại trong 3 ngày. Đối với vé tháng, hành khách phổ thông là 300.000 đồng một người, không giới hạn số lượt đi lại trong tháng. Trường hợp là học sinh sinh viên thì 150.000 đồng một người. Ngoài ra, một số hành khách như người khuyết tật cao tuổi sẽ được miễn vé theo chính sách của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát hành hơn 2 triệu thẻ đi Metro số 1 trong giai đoạn đầu, mỗi ngày ước tính phục vụ gần 40.000 khách. Ngoài phương án giá vé, trong 30 ngày đầu khai thác thương mại, khách đi Metro Bến Thành Suối Tiên cùng 17 tuyến buýt kết nối sẽ được miễn vé nhằm khuyến khích người dân sử dụng tuyến tàu điện đầu tiên ở địa bàn. Thời điểm này, nông dân ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Bên cạnh những giống hoa truyền thống thì năm nay, nhiều nông dân tiếp tục thử sức với nhiều giống hoa mới. Tại tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng ở khóm Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tiếp tục phát huy thành công từ giống cúc mâm xôi trong vụ hoa Tết năm ngoái. Năm nay, bà con nông dân xuống giống số lượng gấp 3 lần. Ngoài ra, để tạo thêm sự mới mẻ, thu hút khách hàng và mở rộng thị trường, năm nay tổ sẽ cho ra mắt giống hoa cúc ping pong. Cái cây giống xuất phát thì cũng của cái em ở nhân rộng giống ở trung tâm cây mô ở Lấp Giò. Lấp Giò em mới gửi về đây mình trồng thử. Thì trong quá trình gửi có một dĩ khoảng 100 cây thôi, về đây mới tổ nhân rộng ra, hiện nay cũng số lượng cũng được khoảng 1.000. Theo chia sẻ của nhiều nông dân tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng tại khóm Tân An, việc các thành viên quyết định lựa chọn giống hoa mới để canh tác nhằm mục đích tạo sự đột phá, mang đến sức hút riêng. Với giống hoa mới sẽ được ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán, tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng tại khóm Tân An dự kiến mở cửa đón khách tham quan nhằm quảng bá cho sản phẩm mới. Với sự đam mê và đồng lòng, các thành viên trong tổ kỳ vọng vụ Tết sắp tới sẽ bội thu. Thưa quý vị, dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi sẽ được đưa ra lấy ý kiến Quốc hội tại kỳ họp này và thông qua vào tháng 5 năm 2025. Trong đó, về mặt hàng thuốc lá, theo đề xuất của Bộ Tài chính thì mức thuế tuyệt đối tính đến năm 2030 mới là 10.000 đồng một bao, chiếm tỷ trọng khoảng 59,38% giá bán lẻ. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã đề xuất mức thuế tuyệt đối cao hơn. Theo Bộ Y tế, mức thuế tuyệt đối cần tăng khởi điểm 5.000 đồng một bao thuốc và đạt 15.000 đồng một bao vào năm 2030, bên cạnh thuế tỷ lệ 75%. Điều này sẽ giúp giảm được tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới xuống 36% vào năm 2030. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khi giá thuốc lá tăng trung bình 10%, sẽ làm giảm sử dụng thuốc lá khoảng 4% tại các nước có thu nhập cao và 5% tại các nước có thu nhập trung bình và thấp. Biện pháp thuế đặc biệt có hiệu quả đối với nhóm thanh thiếu niên. Ước tính khi giá thuốc lá tăng khoảng 10% thì sẽ giảm sử dụng thuốc lá khoảng 10%
hoặc hơn ở nhóm trẻ tuổi. Tiếp tục với thông tin trên lĩnh vực y tế, thưa quý vị, số ca mắc sởi trên cả nước đã tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tiêm chủng nhiều địa phương vẫn chưa đạt mức độ bao phủ cần thiết là 95%. Với bệnh sởi thì nhiều bậc phụ huynh cho rằng trẻ đã bớt sốt và bớt mẩn đỏ là qua giai đoạn nguy hiểm. Song hậu sởi có thể gây biến chứng nặng nề cho sức khỏe nếu chủ quan. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Em bé 16 tháng tuổi này bị viêm phổi sau khi mắc sởi. Trước khi được chuyển lên khoa hô hấp để tiếp tục điều trị, bệnh nhi đã nằm ở khoa hồi sức tích cực 8 ngày. Sau đó bệnh nhi chuyển sang khoa bệnh nhiệt đới. Gần 20 ngày điều trị, mặc dù có giảm, thế nhưng bệnh nhi vẫn phải được hỗ trợ thở máy. Đây là một trường hợp điển hình của viêm phổi, theo dõi viêm tiểu phế quản tắc nghẽn sau sởi. Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn ta biết đó là một cái biến chứng mà trong bệnh lý hô hấp là nặng nề nhất, khó thở kéo dài và phụ thuộc oxy. Thì thường thì chúng tôi sẽ theo dõi, nếu như mà bé mà không có ngưng được oxy á, thì chúng tôi cũng khuyến khích người nhà đó là mua máy tạo oxy về nhà, rồi sau đó sẽ tái khám đến với chúng tôi mỗi tháng trong vòng 6 tháng. Trong vài tuần gần đây, trẻ bị hô hấp sau khi mắc sởi được ghi nhận thường xuyên, đa phần đều là biến chứng viêm phổi. Biến chứng hô hấp hậu sởi thường xuất hiện trong giai đoạn khởi phát hoặc toàn phát của bệnh, có thể do virus sởi hoặc bội nhiễm gây ra. Tùy tác nhân gây bội nhiễm mà các bác sĩ sẽ chỉ định điều trị kháng sinh cho trẻ, thông thường từ 1 đến 2 tuần. Viêm phổi sau khi mà bị nhiễm sởi thì sức đề kháng bé nó bị yếu đi, bé nó dễ bị bội nhiễm những cái tác nhân khác như phế cầu hoặc là tụ cầu. Thì thời gian của những cái bé này bị viêm phổi nó thường kéo dài hơn. Đa phần nếu như mà bé nó hồi phục hoàn toàn á, thì sau đó ít khi nào mà có những cái biến chứng thứ phát. Các bác sĩ khuyến cáo trong giai đoạn sởi vẫn còn cao như hiện nay, cách tốt nhất vẫn là phòng ngừa bệnh bằng cách chủ động tiêm vaccine ngừa sởi. Cố gắng phát hiện sớm trẻ nghi sởi để cách ly với trẻ tiếp xúc với nguồn bệnh, tăng cường vệ sinh cá nhân, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, để giảm bớt nguy cơ đối mặt với hậu sởi, trẻ nhỏ khi có các triệu chứng sởi đã tiến triển tốt hơn, cha mẹ không được chủ quan lơ là, cần theo dõi các dấu hiệu có thể xuất hiện và đến cơ sở y tế để có thể kịp thời điều trị. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ là những thông tin đáng chú ý sau. Xe chở rác lao xuống cầu treo ở Thừa Thiên Huế, hai người mất tích. Người dân và du khách hào hứng xem đua giỏ lãi ở Cà Mau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm hai người mất tích trên chiếc xà rác bị rơi khỏi cầu Bình Thành vào sáng nay. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay. Một chiếc xe chở rác chạy qua cầu treo Bình Thành, bắc qua sông Hữu Trạch, thuộc thị xã Hương Trà, thì bất ngờ lao vào thành cầu rồi rơi xuống sông. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hai người. Chiếc xe rơi từ cầu xuống sông ở độ cao hàng chục mét, bên dưới nước sông đang chảy mạnh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Và theo thông tin chúng tôi cập nhật, sau nhiều nỗ lực thì đến chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe nằm dưới lòng sông ở khu vực cầu treo, nhưng bên trong cabin không có nạn nhân. Cơ quan chức năng đã tổ chức cẩu xe rác lên bờ và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Hai nạn nhân mất tích bước đầu được xác định là anh Tôn Thất Tính và ông Nguyễn Đăng Thanh, cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyển sang thông tin khác, không ít người dùng mạng xã hội đã bày tỏ phẫn nộ khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy xe máy dùng chân đạp ngã một xe máy đang chở hàng chạy cùng chiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thì cơ quan công an đang khẩn trương truy xét nam thanh niên này để xử lý theo quy định. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 11 tại đường Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Theo hình ảnh từ clip, nam thanh niên chạy xe máy phía sau chở một cô gái lưu thông trên đường Hương Lộ 3. Khi vừa qua giao lộ đường kênh 19 tháng 5, nam thanh niên bất ngờ dùng chân đạp vào tay lái xe máy của người đàn ông chở hàng chạy cùng chiều. Cú đạp mạnh làm xe máy chở hàng loạn choạng, người đàn ông ngã xuống đường bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực đông phương tiện qua lại. Sau vụ việc, nam thanh niên không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại, sau đó được đăng tải lên mạng xã hội.
hôm nay, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã diễn ra ngày hội đua giỏ lãi tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2024. Và hàng ngàn người dân đã tập trung về thị trấn Sông Đốc xem các vận động viên đua giỏ lãi tranh tài. Ngày hội diễn ra sôi nổi tại đoạn sông gần cụm tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc ở thị trấn Sông Đốc. Giải đấu năm nay quy tụ 59 tài đua từ nhiều địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tranh tài trên đường đua dài 600m bằng những chiếc giỏ lãi composite. Sau lễ khai mạc, các tài đua bước vào vòng loại trực tiếp với những màn bứt tốc đầy kịch tính, mang đến những phút giây gây cấn và cuốn hút. Giỏ lãi là một phương tiện dùng di chuyển trên sông nước phổ biến tại các tỉnh thành miền Tây, nhất là ở Cà Mau. Trước đó, vào năm 2021, tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức ngày hội đua giỏ lãi tại huyện Đầm Dơi, thu hút hàng ngàn người dân, du khách. Chuyến tàu kết nối di sản miền Trung của đường sắt Việt Nam vừa được bình chọn đứng đầu hạng mục hoạt động dịch vụ trải nghiệm ấn tượng tại chương trình Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Quế năm 2024. Kết quả trên được bình chọn từ hơn 45.600 độc giả và đánh giá kỹ lưỡng của ban tổ chức. Chương trình Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Quế 2024 được phát động từ tháng 7 nhằm mục đích tìm kiếm những điểm tham quan sản phẩm và dịch vụ du lịch đẳng cấp, uy tín, mới lạ, hấp dẫn, góp phần quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Hành trình kết nối di sản miền Trung là sản phẩm được đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác ngày 26 tháng 3. Đặc biệt, với hai đoàn tàu xuất phát vào buổi sáng và chiều từ Quế đến Đà Nẵng và ngược lại, du khách có thể đón bình minh và hoàng hôn trên vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Nhờ nhiều trải nghiệm độc đáo và thú vị như ca nhạc, trình diễn áo dài, ẩm thực vùng miền, tàu đã đón gần 170.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế kể từ khi đưa vào khai thác. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.